Như các bạn thấy đây, đây là cái khóa nắm tay tròn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp, tháo lắp cái khóa này các bạn nhé. Ở đây nó hơi nhiều tạp âm cho nên các bạn có thể bật phụ đề lên nhé, để xem cho nó rõ hơn. Đấy. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn lắp một cái khóa này vào cái cửa nhà mình. Đây là một khóa rất là thông dụng. Những loại khóa khác thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vào clip sau. Để mà các bạn có thể lắp đặt cái khóa này, chúng ta chỉ cần một cái khoan thôi các bạn. Chỉ cần một cái khoan thôi. Bút thước và các hệ mũi quét thì chúng ta phải có các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ chuyển cái góc máy để mình giải thích một chút cơ cấu và cách để chúng ta thực hiện cái này. Sau đó thì chúng ta sẽ làm. Một bộ khóa của chúng ta thì bao gồm chìa khóa đương nhiên này này. Rồi ốc vít này. Một cái cây chọc này. Và một cái khóa này. Thì để mình... Để các bạn có thể lắp được cái khóa này ấy, thì việc đầu tiên các bạn phải hiểu chúng ta cần phải tính được cái khoảng cách đường kính của cái lõi trong này là 1, khoảng cách của cái lưỡi gà này là 2. Thì chúng ta ở đây cần phải thực hiện hai mũi khoan. Bây giờ mình tháo này ra để cho các bạn dễ hình dung hơn. Thì đây là cái mặt trong của cái khóa các bạn. Mặt trong thì nó thường hay có nút bấm này để chúng ta xoay này. Đấy. Mặt... Đó, còn mặt ngoài nó sẽ là chìa. Mặt ngoài sẽ là chìa. Thì ở mặt trong này các bạn nhìn thấy ở đây nó có một cái lỗ này. Đấy, một cái lỗ nhỏ này. Thì chúng ta chọc cái cây này vào đây. Chọc vào đây. Đấy, sau đó chúng ta rút cái này ra. Rút cái cục ở bên trong ra. À, các bạn tháo cái gen này ra. Ở đây mặt trong nó là cái gen ốp thôi. Nó không có gì cả. Đó. Thế thì việc đầu tiên là các bạn xác định được cái khoảng cách cái lỗ khoét, cái đường kính của lỗ khoét này. Nếu như các bạn làm quen rồi các bạn sẽ biết ngay. Đấy. Thì cái này đường kính nó khoảng 52mm. Chúng ta chia đôi ra thì nó sẽ là 26. Đấy. Thì cái lỗ đầu tiên chúng ta phải khoét đấy là lỗ đường kính 52mm để chúng ta có thể đúc cái này vào được. Cái lỗ thứ hai chúng ta phải xác định cái này thực ra nó là 22. Đó. 52-22. Thì tất nhiên tùy loại khóa nhưng mà các bạn cần phải xác định cái tâm để chúng ta khoét cái đường kính này là một. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải xác định được cái khoảng cách từ cái tim này cho đến cái mép trong của cái khóa này. Đó. Thì như cái này nó là đoạn này nó là 3 cm cộng với 52 chia 2 nữa thì nó rơi vào khoảng 26 27. 27 cộng 30 thì nó rơi vào khoảng 57. Đấy, 57 mm thì chính là cái tâm của cái chỗ đường kính này cho đến cái mép của cánh cửa. Đấy. Và cái lỗ thứ ba mà chúng ta cần phải khoét là chính là cái lưỡi gà này khi sang nó phi sang cái cánh bên kia ấy. Đấy, là chúng ta phải khoét cái lỗ này là 3 cái lỗ chúng ta cần phải khoét. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thực hiện cái việc này. Cái việc đầu tiên mà các bạn cần phải xác định chính là cái chiều cao từ dưới đất lên đến cái tim của tay nắm khóa. Thì thường nó sẽ rơi vào tầm 900 cho đến khoảng hơn 1 mét tùy chiều cao của cái cửa. Như cái này, cái cửa này thì nó thấp cho nên mình để cái tim này nó rơi khoảng 950. Đấy, là cái chiều cao từ dưới đất lên. Việc đầu tiên là như thế đã. Sau khi chúng ta xác định từ dưới lên rồi là 950 rồi, chúng ta được cái tim đầu tiên. Thì cái khoảng cách thứ hai mà các bạn cần phải xác định mà vừa nãy mình đã nói đấy, đấy chính là từ cái tim này cho đến cái mép trong của cái lưỡi khóa này, nó là 57mm. Thì chúng ta từ bên ngoài mép này vào đây tim là 57 này. Đó, chúng ta xác định một cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái đường kính của cái đường tròn lỗ khoét thứ nhất chúng ta khoét này. Đó, thì chúng ta vẽ một cái đường tròn. Ok, thì thật ra nó có những cái loại mũi khoét bán sẵn luôn cho các bạn 52, 55 gì đấy đều được hết. Thì chúng ta dùng cái mũi khoét để chúng ta sẽ khoét luôn. Thì chúng ta không phải vẽ đường tròn này nữa. Ở đây thì Việt không có mũi khoét đấy cho nên là Việt sẽ dùng cái cưa lọng cầm tay này. Việt khoan một lỗ sau đó Việt sẽ lọng tròn cái này cho các để lấy cái đường tròn đấy. Sau khi mà các bạn đã xác định được đường tròn và khoảng cách từ tim này ra đến mép khóa thì các bạn phải sang ngang cái mực đây. Các bạn, đây. Đây, chúng ta sang ngang cái mực vuông góc này. Sau đó chúng ta chia đôi nó ra. Đấy, chia đôi ra. Mình đã sang ngang đây rồi. Và chia đôi nó ra. Đấy. Tương tự như thế thì các bạn tiếp tục ở cái đường này các bạn cũng sang ngang mực sang cái cánh bên cạnh. Và các bạn cũng sẽ lấy mực vào bên trong như thế này để xác định cái tim thứ hai nữa nhé. Đấy, xác định cái tim thứ hai. Bây giờ thì chúng ta sẽ khoan thôi. Cái này đúng ra chúng ta có cái mũi khoét chúng ta sẽ khoét luôn thì rất là nhanh. Nhưng mà mình không có, mình dùng cưa lọng thì mình
mình dùng cơ lọng mình cần phải khoan một lỗ này, sau đấy mình dùng cơ lọng để mình khoét. Bởi vì cái cửa này nó bằng cửa gỗ công nghiệp, nó hai lớp cho nên cũng dễ làm. Các bạn lưu ý khi lắp đặt cho mình ở cái chi tiết này nhé, tức là cái chốt thiên ngang, cái đầu bút bi mình chỉ đỏ ấy, màu cam mình chỉ ấy, là các bạn cái cá đấy thì chúng ta phải cho nó gài được vào cá nhé, bởi vì gài được vào cá thì khi chúng ta xoay nó mới có tác dụng đấy. Như các bạn nhìn thấy này, như này nó sẽ là chuẩn này đó, còn nếu không là nó lệch thì chúng ta sẽ khó làm, bởi vì là mình phải hướng dẫn kỹ, bởi vì nhiều bạn mới chưa biết làm ấy. Mình phải hướng dẫn chi tiết cho mọi người. Thì các bạn cứ cái cá này ăn ngang vào đúng khớp như này, rút ra rút vào như này là ok, đã thành công trong hai lỗ khoan đầu tiên. Rồi, sau đó thì chúng ta bắt cái ốp mặt trong, nó có hai con ốc ấy, các bạn bắt nó vào. Và các bạn chưa quen thì các bạn nên dùng tô vít nhé. Đây là mình lắp quen rồi, mới là máy khoan này tốc độ rất là chậm, cho nên cái số này rất là chậm, cho nên là mình lắp ok thôi. Đó. Thì các bạn lưu ý nếu mà chưa quen thì chúng ta nên dùng vít chứ không nên dùng khoan, bởi vì nếu như các bạn không quen nó sẽ bị toét ốc ấy. Đấy. Khoan này của mình điều chỉnh tốc độ cho mình làm nó rất là thoải mái. Rồi, ok, bây giờ chúng ta vặn nốt cái ốp này vào thôi. Vặn nốt cái ốp bên ngoài, chúng ta vặn thật chặt tay vào là xong. Đó. Thế bây giờ thì còn mỗi cái này này, cái nắm núm rồi. Thì các bạn lưu ý khi các bạn lắp cái núm này thì cái rãnh này nó đúng vào cái chỗ khe chọc mà cái que lúc ban đầu mình bảo ấy. Đấy. Thì chúng ta đưa đúng vào cái điểm này, sau đấy thì chúng ta lấy đúng cái que chọc ấy, nếu chúng ta quên thì chúng ta phải lấy một cái sắt nhọn hoặc cái tô vít cạnh dẹt, thì chúng ta chọc, chúng ta ấn vào bên trong, ấn vào sau đó chúng ta đẩy vào là ok. Đó, như vậy là cái khóa đã hoạt động rất là ngon lành, rất là dễ dàng lắp đặt với cái khoan và mấy mũi khoét thôi. Các bạn lưu ý các điểm đấy đó, các bạn nhé. Chúc các bạn thành công lắp đặt, tự lắp đặt và thay khóa cho nhà mình. Rồi, rất là chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Hãy nhớ đăng ký hoặc là chia sẻ cho mọi người nếu các bạn thấy cái video có ý nghĩa và giúp được cho ai đó. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Bye bye.